hai người cầu hôn như nào? Cầu hôn ở trong một cái nhà hàng gần Lake ở quận 2. Mấy giờ? Bây giờ lúc 9 giờ tối. Bằng cái gì? Bằng bằng cái nhẫn cưới làm bằng giấy. À thế? Bằng giấy á? Cô nói câu gì để cô dâu đồng ý? Em nhèo sẽ trở thành vợ sắp cưới của anh không? Cô dâu trả lời như thế nào? Cô dâu nói là yes, tất nhiên. Congratulations. Pull me closer, dear.